Bây giờ chúng ta sẽ đi chọn một cái máy XP đóng vai trò là máy client ha, máy XP. Lấy cái máy XP chọn vô trong cái domain DC nhưng mà sử dụng DNS trên máy Linux. Rồi, chúng ta đặt IP, kiểm tra IP. IP của nó là 192.168.1.20, 192.168.1.10 ha. IP chỉ đến cái máy CentOS. Rồi, IP này bị đục, đổi IP khác 22 chẳng hạn. Rồi, chúng ta chọn domain. Máy này có tên là client 1 đang hoạt động trong môi trường workgroup. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó vô domain nhất nghệ chấm com à, nhất nghệ chấm com. Ok, administrator bắt buộc 123. Rồi, ok, và chỉnh cho domain thành công. Ok. Thì tất nhiên là cái record thông tin về máy này cũng được cập nhật cho trong cái hệ thống DNS của chúng ta. Ha. Là coi cái file case nhắc nhở. À. Cái file nhất nghệ, cái file nhất nghệ mới có một số những cái record là DC, mới có máy DC cập nhật vô, ha, cái máy client chưa có. Trên máy 2K3 này chúng ta có thể tạo một user Active Directory User and Computer. À, ta đây có thể bỏ password phức tạp. Group policy. Trong thực tế chúng ta không nên bỏ password phức tạp. À, để như vậy thì cái mạng nó sẽ kém bảo mật. Nhưng ta đây chúng ta bỏ password phức tạp để cho nó thuận tiện trong cái việc thao tác cho nó nhanh. Password. Đây là zero. Đó, không yêu cầu bắt buộc phức tạp. Rồi, ok, xong. Sau khi xong thì chúng ta phải gõ lệnh gb update support. Gb update support. Rồi, tạo một cái OU. OU đào tạo. Tạo user đầu tiên. User là Quang Ngọc. Đó. Bắt buộc 123. Rồi, user Quang Ngọc. Chúng ta qua cái máy XP và login vô. Login vô domain. À. User là Quang Ngọc. Ok. À, chúng ta login vô thành công.
Tương tự, nếu như có những các cái máy clone khác thì các bạn cũng thực hành tương tự như vậy. Rồi, quá trình log in thành công. Ta qua cái máy CentOS. Nào, service. Restart. À, thế là ở đây chúng ta thấy cái client 1 ha, client 1 IP của nó là 1.25.1.22 đã được cập nhật ha. Đã được cập nhật. Chúng ta restart lại để cho nó cập nhật lại thông tin cho nó nhanh. Ha. Đây là cái thời gian cập nhật. 8 giờ 4 phút. Đây. À, đây là 8 giờ 5 phút. Trên máy 2K3. Computer thì tại đây chúng ta thấy có client 1, đây là máy DC. Và như vậy chúng ta đã thành công trong việc xây dựng một cái hệ thống mạng có máy chủ DC, đúng không? Máy này sử dụng DNS trên máy Linux. À. Trong cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ triển khai cái việc đồng bộ cái cơ sở dữ liệu người dùng của Samba và cơ sở dữ liệu người dùng của máy DC để thuận tiện cho cái việc là user truy cập vào trong hệ thống mạng, thì anh chỉ cần một username thôi có thể truy cập được vô DC vào Samba chứ không cần phải có hai username như trước đây nữa. Rồi, xin chào các bạn.